bạn đã đến với kênh của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm món là cánh gà chiên nước mắm nhé. Sau khi mà chúng ta đã gì ạ, luộc trần sơ cánh gà này qua nước gừng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tẩm ướp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu tẩm ướp gia vị của chúng ta, thì gồm các bạn có cho vào thêm khoảng tầm một muỗng cà phê hạt nêm nhé. Đó. Một muỗng cà phê hạt nêm. Các bạn xóc lên nước mắm gia vị nhé. Chiên cho nó được giòn các bạn nhé, để bột chiên giòn một ít thôi. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ mà sóc lên các bạn nhé, tẩm bột cho nó vào đi. Thấm bột chân giòn vào nhé. Thấm miếng này như thế. Cho nó thấm bột chân giòn vào. Báo qua một lớp bột chân giòn thì đến lúc chúng ta chiên thì nó sẽ không bị bắn mà nó sẽ giòn vào miếng thịt gà của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đi chiên gà các bạn nhé. Chiên gà này, đây, mình sẽ chiên bằng cái nồi này, được chưa? Mình bật bếp lên nhé. Cho nó nóng lên, chúng ta phải cho dầu vào. Chúng ta cho nhiều dầu một chút để chiên cho nó ngập. Dầu thì sẽ ngon hơn nhé. Chúng ta sẽ đợi cho dầu sôi nhé. Đó, dầu sôi chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cho nhỏ lửa và chúng ta bắt đầu cho gà vào chiên nhé. Chiên cái này trước. Nó vẫn chưa sôi hoàn toàn ạ. Mình sẽ đợi cho nó sôi già thêm một tí nữa nhé. Lúc chờ chiên ý, thì chúng ta sẽ đi làm nước sốt các bạn nhé. Trong lúc chờ chiên thì chúng ta sẽ cùng đi làm, cùng mình đi làm nước sốt. Đấy, đây. Chúng ta sẽ nước sốt của chúng ta rồi. Ta sẽ nguyên liệu.
muỗng hai muỗng ăn cơm đường, hai muỗng đường, dạ, hai muỗng đường. Còn muốn ăn ngọt thì cho hơn, nhà mình chỉ như này thôi. Hai muỗng cà phê, hai muỗng tương ớt. Đấy các bạn ơi, khi mà chúng ta sẽ chiên gà xong nhá, các bạn nhìn này, đó, gà rất là ngon luôn nhá, rất là vàng này, các bạn thấy không ạ? Đó. Đấy chưa? Rất là vàng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rửa bước đi làm sốt nhá. Vào lên nha các bạn nhé.
gia vị nha. Rất là vàng ngon nhé. Đấy, còn phần sau các bạn cũng to hơn. Xả này bạn. Xả là vừa chi cơ nhé. Xả này vừa chi cơ này. Các bạn ơi, đây chính là cuối cùng thành quả của chúng ta nhé. Khi mà chúng ta làm xong thì các bạn có thể rắc thêm một ít vừng, vừng rang vào. Rất là thơm nhé. Đó, clip của mình ở đây là kết thúc. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi clip lần sau nhé.